firmware cơ bản của DJ RX là ở phiên bản 1.30. Thì khi chúng ta mở nó ra và để sử dụng và được hỗ trợ những tính năng mới nhất từ các phần mềm software thứ ba liên quan, thì cần update nó lên phiên bản 1.50. Sau khi copy file dễ nén vào USB, cắm USB vào, chúng ta cần thực hiện thao tác tắt nguồn, sau đó giữ nút USB Stop và nút Reload Music rồi bật nguồn lên. Lưu ý phải giữ hai nút này đến lúc màn hình update hiện thị ra thì thao tác update sẽ được bắt đầu. Các bạn đợi sau khi hai thanh này chạy hết hoàn toàn màu đỏ xong, báo 100% và khung cửa sổ màu xanh, firmware update is complete, turn the power off and on before using, thì lúc này việc update lên firmware 1.50 đã hoàn thành và đúng thao tác. Sau đó chúng ta có thể tắt nguồn và sử dụng được. Khi bật nguồn lên lại thì màn hình sẽ báo là firmware đã được update lên 1.50. Connect dùng một USB hub để kết nối vào DJ RX thì sẽ báo lỗi E8307 và sẽ không được support. Các bạn active chế độ để máy sử dụng với Rekordbox, cần kết nối dây link, ấn nút Rekordbox và thực hiện thao tác click vào nút link ngay góc trái bên dưới cùng của giao diện Rekordbox, thì khi đó máy hiểu được với thiết bị và chúng ta có thể tiến hành load file vào. Chất liệu khá chắc chắn và phía dưới đây là tính năng hot cue, auto beat loop, loop slide và loop shift để chúng ta thay đổi các giá trị trong trường hợp cần thiết để tăng lên phần biểu diễn phong phú hơn, thanh tempo rất mượt mà. DJ RX được thừa hưởng phần sound collect phát bao gồm filter, crush, gate, comb và noise, thì hai channel chúng ta có thể khai thác. Đây là nút để các bạn adjust sau khi lên phát. Phần phát trên DJ RX chúng ta có delay, echo, sparrow, reverb, transition, flanger, peak và roll. Đây là giao diện để các bạn cân chỉnh các giá trị của phát. Chúng ta có thể chỉnh biết phát tại đây. Và mỗi khi chúng ta thay đổi phát thì trên màn hình sẽ hiển thị chúng ta đổi echo, đổi sparrow, đổi reverb, transition, flanger, peak, roll. Đây là một điều thú vị để giúp các bạn kiểm soát mọi thao tác của mình một cách chính xác hơn. Một trong những tính năng nổi bật nhất của DJ RX đó là việc cho phép các bạn thu âm toàn bộ set nhạc, biểu diễn hoặc tập của mình để giúp cho việc nghe lại và khắc phục những lỗi mà chúng ta đã tạo ra trong quá trình mix. Việc này giúp cho các bạn cải thiện về mặt kỹ năng cũng như kỹ thuật mix ngày còn tốt hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện thu âm yêu cầu chỉ cho phép thực hiện tại cổng kết nối USB thứ hai, và khi thu âm chúng ta phải click vào nút Master Rack. Thì sau khi các bạn thu âm xong thì câu hỏi là track thu âm này sẽ nằm ở đâu, và câu trả lời là nó sẽ nằm trong USB của bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua đến màn hình hiển thị để tìm xem track đó nằm ở chỗ nào. Chúng ta có thể vào USB tìm folder Pioneer Rack, thì click vào đây chúng ta sẽ thấy cái file chúng ta vừa thực hiện thu âm. Thì click vào đây chúng ta có thể chọn load vào một trong những channel còn lại để play. Thì khi chúng ta chọn ở tính năng MIDI thì lúc này DJ RX được hiểu với phần mềm tractor và mọi tính năng kiểm soát trên hai mâm xoay cũng như channel mixer để được thao tác một cách rõ ràng. Khi chúng ta đang khai thác với phần mềm tractor, trong trường hợp chúng ta muốn đổi lại chuyển qua USB 1, USB 2 hoặc là Rekordbox thì thao tác được thực hiện rất dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện USB 1, chọn playlist, có thể load một bài, bởi vì deck 2 đang phát nên chúng ta sẽ load của deck 1. Đây. Thì có một điều các bạn cần lưu ý là khi chúng ta sử dụng giữa tractor với một USB còn lại hoặc là Rekordbox thì lúc này tín hiệu
sẽ không được sync master với nhau, bởi vì chúng ta sử dụng sụp khác và DJ Eric không hiểu sụp nhạc từ tracker để thực hiện thao tác sync.